Kính thưa quý vị, Pháp thắng Romania 2-1 trong trận khai mạc giải Euro 2016, tin từ Saint Denis, Pháp Quốc. Hàng chục ngàn người hâm mộ túc cầu Pháp thở vào nhẹ nhõm sau khi đội chủ nhà thắng trận giải khai mạc giải Euro 2016 trước đội khách Romania với tỷ số 2-1. Có thể nói đây là trận đấu mở màn đầy kịch tính với hiệp 1 không có đội nào ghi được bàn thắng. Đội khách Romania thi đấu quá vững vàng và tự tin khiến các cầu thủ của ông Didier Deschamps nhiều lần nao núng. Phút thứ tư, tiền đạo Bogdan Stanciu của Romania làm chao đảo khung thành Pháp bằng cú sút rất gần sau cú phạt góc của đồng đội. Rất may, thủ môn Hugo Lloris xuất sắc cứu thua cho đội chủ nhà. Sự tự tin của Romania khiến đội tuyển Pháp thi đấu có phần loạng choạng. Trong suốt 45 phút hiệp 1, hai đội thi đấu với tính chuyên môn cao, một số cơ hội ghi bàn được tạo ra nhưng không cầu thủ nào thực hiện thành công. Sang hiệp 2, sau nhiều nỗ lực từ hàng tấn công, cuối cùng, đội tuyển Pháp cũng có bàn thắng mở tỷ số, dẫn trước Romania 1-0 ở phút thứ 57, nhờ công của Olivia Giroud. Không đầy 10 phút sau, tiền đạo Bogdan Stanciu một lần nữa đối mặt với thủ môn Hugo Lloris. Lần này, anh nhẹ nhàng đưa lưới vào khung thành Pháp, gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 65. Đến phút thứ 89, tiền vệ Dimitri Payet có được cơ hội ghi bàn thắng, nâng tỷ số lên 2-1 trước Romania, giúp Pháp có được 3 điểm đầu tiên.